Bác Sát Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và sách toàn quốc. Thưa quý vị, Bác Sát Huy chào đón một cái ngày mới. Thì xin kính chúc quý vị yêu cây trên cả nước thật nhiều niềm vui, nhiều may mắn và nhiều thành công. Và kính thưa quý vị, cái hình ảnh xa hoa tráng lệ ngay trước mắt quý vị, đó là cái hình ảnh của nhà anh Trường Giấy. Và kính thưa quý vị, có một cái món quà bất ngờ Bác Sát Huy muốn gửi tới quý vị. Đó là một siêu phẩm mới về vườn. Nhưng kính thưa quý vị, một cái vị trí mới cho siêu phẩm. Và siêu phẩm mới được spa. Và quý vị hãy chiêm ngưỡng xem vị trí mới của siêu phẩm mới là vị trí nào. Và siêu phẩm đã được spa những gì. Và Sát Huy sẽ kính mời quý vị ngắm một cái không gian vườn cây ngay trước mắt. Vườn cây đẳng cấp Việt Nam. Thưa quý vị, hôm trước siêu phẩm về vườn thì nó đặt ở vị trí này. Đây là vị trí hôm siêu phẩm mới về vườn. Kính thưa quý vị, siêu phẩm đã chuyển sang một cái vị trí mới để xứng đáng với cái vị thế của siêu phẩm thuận buồm xuôi gió. Và vị trí mới của siêu phẩm là đặt ngay lối vào và ngay cửa ngôi biệt thự và ngay đằng sau một hòn non bộ. Và kính thưa quý vị có thể nhìn thấy nghệ nhân ba đang spa cho siêu phẩm. Chào nghệ nhân ba nhá. Chào Duy. Quý vị ơi, siêu phẩm đã quá đẹp rồi, nhưng về vườn anh Trường thì lại được nghệ nhân có bàn tay vàng thổi hồn thêm vào. Ba có thể chia sẻ là ba spa cho siêu phẩm là những gì? Mình spa lại những cái bông nó còn chưa được lép. À thế hả? Và đục một hai cái rễ của cây nó hơi thô thô thì mình đục nó đi. Ồ thế là tiếp đục cái rễ nào? Thử xuống cho nào, xuống chia sẻ nào. Cái rễ nó to. Đâu. À cái rễ đấy hả? À cái to chạy thì chạy bên này đúng không? Và còn cái này đang phân vân là xử lý lốt hay không ạ? À cái đó để con sẽ đi sang bên đây. Cái rễ này thì ok, không có vấn đề gì cả. Đúng không? Còn là lượt lại bóng mái đúng không? Bóng mái rất đẹp đúng không? Đẹp rồi. Đúng rồi. Thì thưa quý vị, hôm trước Bác Sát Huy quay quá trình hạ siêu phẩm thì chưa có thời gian quay kỹ cho quý vị. Và quý vị hãy nhìn tổng thể một trong những cây cổ nghệ thuật, một siêu phẩm thuận buồm xuôi gió. Và kính thưa quý vị, cái tên tác phẩm rất rất là hay và ý nghĩa. Và quan trọng cái tên nó ứng với tác phẩm. Một cái vẻ đẹp đẹp hút hồn, đẹp ấn tượng. Và tưởng là hôm trước về với nhà vườn anh Trường Giấy đã quá đẹp rồi, nhưng hôm nay nhìn lại khi được nghệ nhân ba spa lại thì quả thật là ấn tượng vô cùng của biển. Cuộc sống và cái những cái sinh hoạt của mình nó bên nó có siêu phẩm thì nó có khác không? Khác nhiều. Thật vui từ hôm qua hôm nay. Cây về đến bây giờ là được 3 ngày, 2 ngày. 2 ngày. Thì thực sự là mình cũng làm ở đây cho ông gắn bó cho ông 5 6 năm rồi. Thế nhưng mà đặc biệt là hai ngày hôm nay là có siêu phẩm mới về. Thực sự bản thân mình là cũng rất là vui. Vui và mình thường xuyên làm được những cái siêu phẩm bên cạnh là cũng vui, rất vui. Đúng rồi, được tận tay chỉnh sửa cho những cái siêu phẩm ở này thì mình cũng cảm nhận được, cũng là rất là vui. Và cái có một cái gì cái chút đó nó cũng khó tả lắm đúng không? Khó tả lắm. Bởi vì là cái từng cái tác phẩm ở đây thì đều có cái dấu ấn của nghệ nhân ba đúng không? Nên là giờ là chào đón một cái siêu phẩm mới, một cái thành viên mới về một cái ngôi nhà chung này đúng không?
cảm thấy mà cái thành viên đó thì nó lại là một cái cây có cái chỗ đứng, cái cây sao số, nên là mình cũng cảm nhận được là cũng nghệ nhân bạn bà này cũng chắc là rất là vui đây trong 2 ngày vừa rồi, đúng không? Và cái những cái niềm vui đó, cái tình yêu đó thì bạn lại thổi hồn vào tác phẩm. Và kính thưa quý vị này, bây giờ cái bóng dáng, cái thần thái mới ấn tượng làm sao. Đúng là chim quý thì phải ở lầu son. Và cái vị trí, cái chỗ đứng của siêu phẩm mới thật sự xứng đáng. Anh Trường hiểu được cái giá trị của một cái siêu phẩm như này. Và anh đã chuyển ra một cái vị trí rộng rãi hơn, xứng đáng với cái vị thế của một cái tác phẩm cũng có số ở Việt Nam. Một cây cổ nguyên bản quý vị ạ. Tác phẩm này được ví như người hoa hậu không dao kéo. Mà quý vị nhìn thấy những cái nét chùn, những cái nét thời gian in hẳn đậm nét trong siêu phẩm này. Và sao đó quý vị nhấn mạnh là in hẳn đậm nét, bởi vì quý vị nhìn những cái nét địa y và sao đó quý vị vẫn nói vui là những cái nét đồi mồi. Những cái nét đồi mồi thì chúng ta chỉ dùng ở những cái nói về những cái cụ già thôi, nhưng mà đấy là nói vui vậy. Và đặc biệt là những cái nét khó ở trong siêu phẩm này, có rất nhiều những cái điểm khó quý vị nha. Bài nhỉ? Yeah. Cái điểm khó phải đấy. Nói là đây đây quý vị. Bây giờ cho Bonsai Đức Huy hỏi nghệ nhân là nghệ nhân tìm cho Bonsai Đức Huy những cái điểm khó ở tác phẩm này. Cây này nó lúc theo theo bạn thì bạn chỉ ra hai cái điểm khó gọi là nhất là cái bộ tay này. Này. Rồi. Tay này. Rồi. Đấy, nó chạy này. Rồi đúng không? Lắc léo. Rồi. Một cái điểm gập này. Đúng rồi, đấy là hai điểm khó này. Tiếp tục còn nữa không? Đây là ngày xưa các cụ làm như này đã là khủng khiếp rồi. Đúng rồi, đây này. Bây giờ thì công nghệ với lại kỹ thuật nó cao hơn thì không nói. Nhưng đây ngày xưa các cụ làm những cái điểm như này. Thế là ngày xưa các cụ không có dây kẽm như bây giờ đúng không? Chỉ dùng bằng những cái lạt cái tre thôi đúng không? Rồi. Mà làm được những cái đường như này. Thế còn đâu nữa? Điểm khó thân nữa này, đây này. Cái điểm khó thân này. Đây đúng rồi, đúng rồi. Thường là một cái trực nó thẳng. Thế nhưng các cụ lại có cái điểm nhấn ở đoạn này. Đúng rồi. Ở giữa đấy. Đúng rồi. Thể hiện như là gọi là cuộc sống có chút gập ghềnh ấy bạn ạ. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là hay đúng không? Thế và mình lại tìm thêm một cái điểm này nữa. Đấy. Đứng ở góc này thì nhìn đấy. Cái điểm này. Đấy, đây là cái điểm này. Đường chạy này. Quý vị ở cái thân hoành có cái điểm này rất là ấn tượng. Thường thường thì bay thẳng ra. Thì rất là nhiều. Thế nhưng mà kính thưa quý vị là cái một cái điểm ngoái lại. Đây cái điểm ngoái này kiểu như là cái điểm ngoái lại. Kiểu như là một người con đi xa ấy. Đây đây đây. Xa quê hương ấy, thế nhưng mà vẫn kiểu như là vẫn hướng về. Hướng về. Đấy, hướng về đúng không? Và cái điểm kết nối, và khi mà dâng cái cổ ngọn của cái thân hoành lên rồi. Thì cái điểm kết nối vẫn lương theo cái thân chính, vẫn lương theo chân chính. Đấy. Nên là cái tính đồng điệu rất rất là cao. Và cái quan trọng là cái kỹ thuật xếp tàn ba nhiệt. Phải nói là khoa học vô cùng. Đố quý vị nhìn thấy cái bông nào chồng chéo cái bông nào. Mà cái số lượng bông rất lớn. Đúng không ba? Là ba ơi, chúng ta ngắm nó mặt sau đi để xem là hai mặt thì có cái điểm chênh lệch nhau gì không. Chung là hai mặt của tác phẩm này là hai mặt là đều hoàn mỹ,
mỗi một mặt là có cái vẻ đẹp nó khác. Nếu mà khi như cây này bộ là chơi hai mặt tiền đều được. Đúng rồi. Chơi hai mặt tiền đều được. Thưa quý vị, là hai mặt thì đều đẹp như nhau. Và chắc chắn cái hình ảnh trước mắt quý vị thì cũng nói lên điều đó. Thưa quý vị, trước khi siêu phẩm về với anh Trường Giấy thì Bonsai Đá Huy đây là cũng là một cái tác phẩm trong số những cái tác phẩm yêu thích của Bonsai Đá Huy. Bởi vì Bonsai Đá Huy yêu thích cái vẻ đẹp của tác phẩm và yêu thích những cái độ khó của tác phẩm. Quý vị nhìn ở cái góc cạnh này và thương thấy cái thân hoành mới ấn tượng làm sao. Nhưng phải nói thật với quý vị là đặt ở cái vị trí nhà anh Trường thì lưng tầm cho một cái siêu phẩm này rất rất là lớn. Nói như vậy là không phải là chê anh Thành ở vườn anh Thành chưa đủ tầm hay là chưa đẹp. Nhưng mà cái hình ảnh ngay trước mắt quý vị thì cũng nói lên tất cả. Bởi vì đây là cái cây chúa vườn của anh Thành rồi. Nhưng mà về nhà anh Trường thì một siêu phẩm này lại đứng cạnh rất nhiều cái siêu phẩm khác. Thì cây nọ lưng cho cây kia. Quý vị hình dung cái không gian nữa. Cái lề nó đẹp hơn. Thế mà chúng ta cứ hình dung là có mấy chục cây tác siêu phẩm đúng không? Và mấy chục, hàng trăm, thậm chí hàng trăm thì đứng cạnh nhau thì chắc chắn là phải đẹp hơn rất nhiều so với lại đứng cạnh những cái cây ở vườn anh Thành chẳng hạn, ví dụ thế. Chúng ta thấy được những cái thay đổi. Hôm nay Bonsai Đá Huy có mặt từ rất sớm, ngay cái buổi sáng, một cái thời tiết mùa thu cực kỳ là mát mẻ, và đón một cái buổi sáng được hít thở một cái không khí ở một cái khu vườn tuyệt đẹp này và được chiêm ngưỡng những cái tác phẩm quý ở nơi đây. Và đặc biệt lại biết được cái thông tin siêu phẩm về vườn được sở pa, được đẹp hơn, được là lượt, được chăm chút, thì rất nóng lòng muốn được chia sẻ cho quý vị. Thưa quý vị, có ngắm bao nhiêu lần, ngắm nguyên lần cũng không chán những cái tuyệt tác này. Thưa quý vị, Bonsai Đá Huy trước khi dừng lời xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị là những cái khán giả rất rất là thân thương, rất là quan trọng để Bonsai Đá Huy có cái động lực chia sẻ những cái thước phim hay gửi tới quý vị. Và hôm nay thì lại chia sẻ cho quý vị một cái thước phim ý nghĩa này. Vì lắm là cái thông tin nghệ nhân Ba Sờ Pa cho tác phẩm. Thì chia sẻ cho quý vị yêu cây, quý vị cùng chiêm ngưỡng. Ba ơi, mình xin được chào bạn nhé. Chào Đá Huy nhé. Chúc ba thật nhiều sức khỏe nhé. Sẽ chăm chút và giữ gìn thay cho anh Trường những cái siêu phẩm trong một cái khuôn viên đẳng cấp này. Thì không làm mất thời gian của quý vị nữa. Bonsai Đá Huy xin chào nghệ nhân Ba và chào tất cả quý vị. Chào tất cả mọi người yêu cây trên toàn quốc nhé. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.